Cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời lạnh về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21 đến 24 độ C. Riêng vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 18 đến 21 độ C. Hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm ngày 9 tháng 10, tức là hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng. Tiếp tục cập nhật tình hình cơn bão số 4, bão Koenu. Bão số 4 đã có xu hướng đi lệch lên phía Bắc và cường độ đã bắt đầu suy yếu do so tương tác với không khí lạnh. Tuy nhiên, theo dự báo, đường đi và cường độ của bão còn diễn biến rất phức tạp trong những ngày tới. Trong khi đó, các chuyên gia thời tiết lại đang chú ý đến cơn bão có tên quốc tế là Bulaven đã hình thành ở Thái Bình Dương vào ngày 7 tháng 10. Hiện các căn cứ của Mỹ ở Okinawa, Nhật Bản đã bước vào tình trạng sẵn sàng ứng phó bão ở mức bạc. Khi bão Koinu đang suy yếu, một áp thấp mới cũng đã xuất hiện ở gần Philippines. Ngày 8 tháng 10, Cơ quan Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines Pasaga cho biết áp thấp ở phía đông Visayas có thể đi vào khu vực trách nhiệm của Philippines PR trong 24 đến 48 giờ tới. Theo dự báo, vùng áp thấp này có ít khả năng trở thành bão trong những ngày tới. Tuy nhiên, chuyên gia thời tiết đang chú ý đến một cơn bão nhiệt đới có tên quốc tế là Boleven. Cơn bão này đã hình thành ở Thái Bình Dương vào ngày 7 tháng 10 bão hiện cách Visayas 3045 km về phía đông, di chuyển chậm về phía tây, có sức gió duy trì tối đa 65 km/h, giật 80 km/h. Cơn bão nhiệt đới này được dự đoán sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ khu vực nào ở Philippines, nhưng các căn cứ của Mỹ ở Okinawa, Nhật Bản đã bước vào tình trạng sẵn sàng ứng phó bão ở mức 3. Theo cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ ở Guam, cảnh báo bão đang có hiệu lực đối với Guam, Rota, Tinian và Saipan thuộc khối thịnh vượng chung quần đảo Bắc Mariana. Cơ quan thời tiết Đài Loan Trung Quốc dự báo bão Bolivian có khả năng hướng tới Nhật Bản. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo thời tiết các vùng trong cả nước. Mời quý vị theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, phía nam có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 1,5 đến 2,5 m, Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 m Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, sóng cao 1 đến 2 m Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, sóng cao 1 đến 2 m. Bình thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rồng, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam đến tây cấp 3 cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rồng vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1 m quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió bắc đến đông bắc cấp 3 cấp 4, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1,5 m Thưa quý vị, không chỉ thời tiết bất thường mà những ảnh hưởng từ thiên nhiên từ các thảm họa do thiên nhiên gây ra cũng đã gây ra thiệt hại lớn cho con người. Mới đây, hai trận động đất 6,3 độ Richter cùng 8 rung chấn tại Tây Nam Afghanistan hôm 7 tháng 10 đã khiến con số thương vong ở đây tăng vọt liên tục. Đây được xem là một trong những trận động đất chết chóc nhất ở Afghanistan trong hơn 20 năm qua. Số người thiệt mạng vì động đất tại đây đã tăng gấp 10 lần chỉ sau một ngày. Nỗ lực cứu hộ vẫn đang được đẩy mạnh. Các trận động đất mạnh kéo theo nhiều dư chấn ở miền Tây Afghanistan đã làm gần 12.000 người thương vong, các hoạt động cứu hộ cứu nạn động đất đang được đẩy mạnh tại quốc gia nghèo khó ở khu vực Tây Nam Á này. Bộ xử lý thảm họa Afghanistan mới đây cho biết đã có 2.053 người thiệt mạng, 9.240 người bị thương và 1.320 ngôi nhà đã bị hư hại hoặc bị phá hủy hoàn toàn sau trận động đất một ngày trước đó. Đây là trận động đất gây thương vong nặng nề nhất ở Afghanistan trong hơn 2 thập kỷ qua. Chỉ trong vòng 24 giờ qua, ít nhất 7 trận động đất kèm theo nhiều dư chấn đã xảy ra tại Afghanistan, trong đó đáng kể nhất là hai trận động đất với cường độ 5,9 độ Richter cách tỉnh Herat khoảng 35 km và trận 6,3 độ Richter cách huyện Zidajan khoảng 33 km những hình ảnh chụp tại hiện trường ở tỉnh Herat cho thấy cảnh tượng tàn phá khủng khiếp với những ngôi làng chỉ còn lại các đống gạch vụn và những người sống sót tìm cách đưa thi thể người thân khỏi đống đổ nát hàng chục ngôi làng hoàn toàn bị san bằng hàng trăm người bị trôn vùi bên dưới lực lượng cứu hộ ở afghanistan đã phải làm việc xuyên đêm để tìm kiếm những người sống sót trong các đống đổ nát trong khi nhà chức trách địa phương đang tích cực phối hợp với các cơ quan viện trợ để cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho các gia đình nạn nhân Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO ở Afghanistan cho biết họ đã điều động 12 xe cứu thương tới khu vực Zendajan để đưa những người bị thương đến bệnh viện. Afghanistan thường xuyên xảy ra động đất, đặc biệt là ở khu vực dãy núi Hindu Kush, nằm giữa nước này và Pakistan, vốn nằm gần điểm giao nhau của các mảng kiến tạo Á-Âu và Ấn Độ. Hồi tháng 6 năm ngoái, trận động đất có độ lớn 5,9 đã làm rung chuyển tỉnh Patika, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người mất nhà cửa. Tháng 3 năm nay, 13 người tại Afghanistan và Pakistan cũng đã thiệt mạng sau trận động đất độ lớn 6,5 xảy ra gần khu vực Jom, đông bắc Afghanistan. Các trận động đất liên tiếp diễn ra ở thời điểm quốc gia nghèo khó ở khu vực Tây Nam Á này hiện đối mặt cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng khi viện trợ nước ngoài bị rút trên diện rộng sau khi Taliban trở lại nắm quyền vào năm 2021. chương trình dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai của chúng tôi hôm nay đến đây tạm dừng kính chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả và an lành